Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một xu hướng nội thất đang cực kỳ hot trong thời gian gần đây, đó chính là sàn nhựa da gỗ tự dán. Đây không chỉ là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo nên không gian sống hiện đại, mà còn mang lại rất nhiều tiện ích vượt trội mà không phải ai cũng biết. Sàn nhựa da gỗ tự dán, giải pháp tuyệt vời cho không gian nhà bạn. Sản phẩm này dễ thi công, tiết kiệm chi phí và quan trọng là phù hợp với hầu hết mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến phòng tắm. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản là bạn đã có ngay một sàn nhà đẹp như gỗ thật rồi. Lợi ích của sàn nhựa da gỗ tự dán trong phong cách hiện đại: vân gỗ siêu thật, cảm giác như sàn gỗ tự nhiên mà không lo bảo trì tốn kém. Tự thi công ngay tại nhà, không cần thuê thợ, siêu tiết kiệm cho những ai thích tự làm. Thiết kế sang trọng, phù hợp với mọi không gian, dù là phòng khách, phòng bếp hay cả phòng tắm ẩm ướt, sàn nhựa da gỗ đều có khả năng chống nước, chống chảy xước tuyệt vời. Đa dạng màu sắc và họa tiết giúp bạn dễ dàng lựa chọn để phù hợp với phong cách nội thất của mình. Thi công cực kỳ đơn giản, chỉ cần bóc ra và dán. Dễ hơn cả ăn kẹo, không cần phải lo lắng về việc cắt xén hay phải đồ đạc quá phức tạp. Độ bền cao, bảo dưỡng dễ dàng, dành cho các gia đình có trẻ nhỏ hay thú cưng. Sàn nhựa da gỗ tự dán chịu được áp lực lớn, chống trầy và dễ dàng vệ sinh. Giá thành hợp lý, bạn không cần phải đầu tư cả gia tài cho một sàn gỗ đất đỏ. Với sàn nhựa da gỗ tự dán, bạn vẫn có một không gian sang trọng với mức giá phải chăng. Còn chờ đợi gì nữa? Nếu bạn đang muốn lột xác cho ngôi nhà của mình, hãy thử ngay sàn nhựa da gỗ tự dán, một giải pháp tiết kiệm nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng.